Mến chào cô chú anh chị và các bạn gần xa đang xem kênh của em ngày hôm nay ha. Giờ hôm nay thì vườn của em Ngọc ha lên giao lưu với cô chú anh chị gần xa mình có lô mai giống mai ghép giống nhiều loại giống ha, cúc bạch mai nè, cúc kim ngân lượng nè ha, nhị ngọc tần, nội hôn cẩm thạch đồ cô chú anh chị ha. Rồi giống như ý nó cô chú anh chị với mức giá cực kỳ yêu thương luôn. Mong cô chú anh chị xem được cây nào mình ủng hộ cho vườn của em Ngọc nha. Và không nói thời gian nữa ha, em mời cô chú anh chị mình gặp luôn em Ngọc nha. Rồi em Ngọc chào cô chú anh chị giùm anh nha. Dạ em chào anh, dạ con xin chào cô chú anh chị ạ. Trời. À, hôm nay mình tiếp tục lên giao lưu lô mai ha. Rồi, dạ. Vô cây đầu tiên luôn đi ha. Dạ. Mã số 14E ha. 14E cũng là một cây cúc bạch mai ạ. Rồi, thông số luôn em. Dạ, cây này mạnh hơn là được 12. Cái này Tết cho Tết cũng ok cô chú anh chị ha. Giá được 4 bo ha. Chiều cao là được 36, tán ngang là được 33. Giá cây này con xin giao lưu là 350k. Rồi, bao ship em ha. Dạ. Đợi cây. Rồi, tiếp theo cây mã số 15E cũng là một cây nhị ngọc tần. Ồ, cái tàn sum lắm nha cô chú anh chị. Dạ, cái này bệnh thân là được 16. Cái này sữa ra cái tàn ngon lắm nha. Chiều cao là được 35, tán ngang là được 43. Dạ, cái này con xin giao lưu là 350k. Rồi, okay. Rồi tiếp theo cây mã số 16 nha, cũng là một cây nhị ngọc tần. Cái này cái tàn cũng khá luôn ha. Cái này bệnh thân là được 18,5. Rồi. Chiều cao là được 43, tán ngang là được 36. Giá cây này con xin giao lưu là 350k. Rồi, quá đẹp, tỏi cây luôn ha. Rồi, tiếp theo cây mã số 17E. Rồi. Cũng là một cây họ hương cẩm thạch rồi. Rồi, họ hương cẩm thạch ha. Cây này ghép được 5 bo ha. Thông số luôn em. Giá cây này hoành thân là được 19. Chiều cao là được 42. Tán ngang là được 50. Giá cây này con xin giao lưu là 400. Đợi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 18E cũng là một cây kim ngân lượng. Rồi. Dạ cây này hoành thân là được 12,5. Cúc kim ngân lượng hay còn gọi cúc mai trang ha. Cây này có được 4 bo ha. Chiều cao là được 36, tán ngang là được 47. Dạ cây này con xin giao lưu là 350k. Rồi đợi cây luôn ha. Rồi tiếp theo cây mã số 19E. 19E cũng là một cây cúc bạch mai ạ. Rồi, cái này lên đọt nè cô chú anh chị ha, lên nó quắn quắn nhìn dễ thương ha, đọt hồng luôn. Dạ, cái này hoành thân là được 15. Rồi, cúc chiều mai cao nha. Là được 28. Mấy cây này cho tết được ha. Tán ngang là được 29. Rồi. Dạ, cái này con xin giao lưu là 350k. Rồi, đợi cây ha. Rồi, tiếp theo mã số 20E ha, cũng là cây cúc bạch mai luôn em ha. Dạ. Rồi, cái này hai thân ha, có củ luôn cô chú anh chị, nguyên cái củ ở dưới nè. Cái này hoành thân nha, điểm này là được 19,5. Cây lên thân quấn quấn hơi giống giống như mà xoắn lơ đã ha. Chiều cao là được 39. Mấy cái này bao cho tết. Tán ngang là được 41. Dạ cây này con xin giao lưu là 450k. Rồi, đợi cây ha. Rồi tiếp theo cây mã số. Mã số 21 nè, 21E. Rồi, 21E. Rồi, cây giảm như ý em ha. Dạ. Rồi. Cái này ghép được 4 bo ha. Rồi, thông số luôn đi. Dạ, cái này bản thân là được 17. Rồi, ghép 4 bo rất là đẹp luôn. Chiều cao là được 58, tán ngang là được 62. Dạ, cái này con xin giao lưu là 450k. Rồi, đợi cây ha. Rồi, tiếp theo cây mã số 22E. 22E, cũng là một cây bình lợi rồi. Rồi, có tàn không cô chú anh chị ha? Dạ, cái này bản thân là được 13. Rồi. Chiều cao là được 50, tán ngang là được 66. Dạ cây này con xin giao lưu là 400. Rồi đợi cây ha. Rồi tiếp theo cây mã số 23. 23E. 23E cũng là một cây bình lợi. Rồi cây này cái tàn quá đẹp luôn cô chú anh chị ha. Tàn siêu đẹp luôn á. Dạ cây này mạnh hơn ngay điểm này là được 15. Củ nè, ngon lành luôn. Chiều cao là được 60. Rồi. Tán ngang là được 56. Dạ cái này con xin giao lưu là 400 ạ. Rồi cái này cuối clip luôn ha. Dạ. Rồi chào hết chị anh nha. Dạ em chào anh, dạ con xin chào chú bác anh chị và con mong cô chú bác anh chị ủng hộ cho con. Em cũng thay mặt cho kênh cũng như là em Ngọc ha, cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi hết clip và ủng hộ cho em Ngọc những clip trước ha. Cảm ơn clip này cô chú anh chị mình xem được cái nào mình ủng hộ cho dùng cái em Ngọc nha. Em xin chào và hẹn gặp lại ạ.